đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta cùng chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta phải chiến cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ năm ngày 3/8/2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2.273 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây: thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc; Thứ trưởng Bộ Công Thương bà Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin nghỉ việc; phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông sẽ không được nhắc đến trong bộ quy tắc ứng xử COC; đề nghị dừng ngay dự án 1.500 tỷ đổ vào mỏ sắt Thạch Khê; Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận tân giám đốc cơ quan tình báo FBI; Maduro bắt giam phe đối lập, Mỹ phong tỏa tài sản Venezuela. Chi tiết bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Người dân tự quyết, tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt đưa ra nhận định: người trí thức chân chính vẫn có thể cùng lúc soi sáng những mục tiêu, những lộ trình cởi mở, thân thiện, hữu ích, vì quyết tâm sống còn, vì quyền lợi chung, vì tương lai chung của một dân tộc. Dưới chương trình là chương mục thi ca yêu nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn, tuần này viết địch tiễn biệt nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Phạm Chí Dũng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ từ nhóm đồng hương Nam Cali trong buổi kỷ niệm 6 năm thành lập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, đồng thời để vinh danh bà Nguyễn Thị Bé Hai, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Như tin chúng tôi đã loan trong 2 ngày qua, sự kiện Cộng sản Việt Nam đưa mật vụ sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam đang gây ra một cuộc khủng hoảng về ngoại giao nghiêm trọng giữa chính quyền Đức và Việt Nam. Để thấy rõ tính chất nghiêm trọng này, vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao của Đức đã đưa ra một thông cáo có nội dung chúng tôi xin được lược dịch như sau. Sau khi các chứng cớ ngày một đầy đủ và không còn hoài nghi hợp lý nào nữa về sự tham gia của mật vụ Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam tại Berlin. Vào ngày hôm qua, ông Markus Ederer, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là sự vi phạm trắng trợn chưa có tiền lệ đối với luật pháp Đức và công pháp quốc tế. Nhờ sự chú ý của các cơ quan điều tra hình sự của Đức, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Cuộc điều tra của các cơ quan điều tra hình sự ở Berlin vẫn còn đang tiếp diễn. Sự kiện này có khả năng ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến mối quan hệ giữa nước Đức và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một sự hủy hoại tín nhiệm tột cùng. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, các đại diện cấp cao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã tiếp tục yêu cầu một lần nữa về quyền dẫn độ công dân Việt Nam này từ Đức trở về lại Việt Nam. Vào hôm qua, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao của Đức, ông Markus Ederer, đã nêu ra vấn đề hết sức rõ ràng và chuẩn xác với Đại sứ Việt Nam. Ông cũng minh thị cho Đại sứ Việt Nam biết rõ rằng chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đòi hỏi ông Trịnh Xuân Thanh phải được trở về Đức tức khắc. Hầu các đơn xin dẫn độ và đơn xin tị nạn có thể được cứu xét cho đến khi kết thúc theo tiến trình pháp lý. Hậu quả từ vụ việc hoàn toàn không thể chấp nhận này là chính quyền Đức tuyên bố, người đại diện cơ quan tình báo của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đức là persona non grata, tức người Đức không muốn nhìn thấy đại diện cơ quan tình báo này trên đất nước của họ, và cho phép người này 48 giờ để rời khỏi Đức quốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng dự trù trong trường hợp cần thiết sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt khác trên bình diện kinh tế cũng như hợp tác viện trợ phát triển. Hôm 28 tháng 7, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, đơn xin nghỉ việc của Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã được lãnh đạo bộ này tiếp nhận. Sau khi gửi đơn, bà Thoa xin nghỉ phép từ ngày 1 tháng 8. Trong thời gian này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tạm thời phụ trách các lĩnh vực quản lý mà bà Thoa được phân công đảm nhiệm. Ngày 31 tháng 7,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận kỷ luật đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Cơ quan này xác định các vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa diễn ra trong thời gian bà giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc công ty bóng đèn Điện Quang, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang từ tháng Giêng 2004 đến tháng 5 2010. Những khuyết điểm của bà Thoa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhìn nhận là rất nghiêm trọng, do đó cơ quan này đề nghị kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của nữ thứ trưởng. Bà thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là một trong số các con dê tế thần trong màn kịch xin trích đã mũi diệt ruồi hết trích của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đẩy mạnh tiến độ. Vào ngày hôm qua 2 tháng 8 tại Manila, Philippines, một hội nghị cấp ngoại trưởng đã được khai mạc, quy tụ 27 ngoại trưởng của các nước trong khu vực và nhiều quốc gia khác như Nhật, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Đại Hàn, Trung Cộng, v.v. Đề tài được chú ý đặc biệt là hồ sơ Biển Đông. Trong ấy dự kiến sẽ thông qua bản dự thảo khung về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, được viết tắt là COC, mà các nước trong khối ASEAN đã đạt thỏa thuận với Trung Cộng từ tháng 5 2017 tại Quý Châu. Dự thảo này sẽ được toàn khối chấp thuận vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Mặc dù nội dung của bản dự thảo được giữ kín, nhưng theo Ngoại trưởng Philippines, thì nội dung phán quyết của Tòa trọng tài PCA về việc bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Cộng sẽ không được nhắc đến. Nếu đúng như sự tiết lộ của Ngoại trưởng chủ nhà, thì bản quy tắc ứng xử này sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì ở Biển Đông. Công ty CP Sắt Thạch Khê là một trong các dự án thua lỗ lớn hiện nay. Được biết tháng 12 năm 2014, dự án có tổng mức đầu tư là hơn 14.500 tỷ. Đến tháng 4 2016, giảm còn hơn 13.000 tỷ. Trong đó giai đoạn 1 là hơn 6.600 tỷ. Đến tháng 3 năm 2017, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công ty Sắt Thạch Khê đã tính toán lại hiệu quả kinh tế dự án và tổng mức đầu tư dự án giảm còn hơn 12.200 tỷ. Số tiền đã đầu tư vào dự án tính đến tháng 11 2016 là gần 1.600 tỷ đồng. Trong đó có lập dự án, thiết kế kỹ thuật là hơn 400 tỷ, địa chất, trắc địa, môi trường và rà bom mìn là 34 tỷ, bóc đất tầng phủ hơn 434 tỷ, mua một số loại xe, máy xúc, máy cẩu hơn 126 tỷ. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, việc triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê hiện nay không được sự đồng thuận của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh do còn nhiều băn khoăn về tính khả thi của dự án, hiệu quả kinh tế, xã hội, đầu tư cảng biển vận chuyển quan sắt, phương án bảo vệ người dân, v.v. Nếu đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư được chấp thuận, đây có thể là dự án ngàn tỷ kém hiệu quả thứ 13 của ngành công thương, khi có hơn 1.500 tỷ rót vào dự án mà đến nay vẫn đắp chiếu. Ông Christopher Wray đã được Tổng thống Donald Trump đề cử và đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với 92 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Ông Wray sẽ thay thế ông James Comey đã bị Tổng thống Trump bãi nhiệm hồi tháng 5 vừa qua. Trong cuộc điều trần trước Thượng viện, ông Wray cho biết ông sẽ không để chính trị làm ảnh hưởng tới các quyết định của mình. Ông nói, tôi chỉ trung thành với hiến pháp và pháp luật. Đây là những cột chỉ đường trong suốt sự nghiệp của tôi và tôi sẽ tiếp tục đi theo chúng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 30 tháng 7 vừa qua tại Venezuela đã làm gia tăng bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này. Ngày 31 tháng 7 2017, Hoa Kỳ đã lên án chính quyền độc tài của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chính quyền Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa mọi tài sản của ông Maduro, qua đó ngăn cấm mọi hoạt động tài chính của ông tại Hoa Kỳ. AFP trích dẫn thông cáo của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho rằng việc bầu cử quốc hội lập hiến là xin trích, không chính đáng và điều này đã chứng tỏ Nicolas Maduro là một kẻ độc tài và là người coi thường ý nguyện của dân chúng, hết trích. Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ lệnh trừng phạt này. Người dân tự quyết. Tương lai của dân tộc nằm trong tay người trí thức, trách nhiệm ấy không thể đùn đẩy cho ai. Mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Người dân tự quyết tuần này với bài viết của tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt có tựa đề Giới trí thức Việt Nam bày việc điểu sẽ một cánh trở lại, sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Giới trí thức Việt Nam qua nhiều chế độ, suốt dòng lịch sử bất hạnh tới nay vẫn chỉ là những con chim Việt điểu gãy cánh, đầy thương tích, đầy mặc cảm tự ti, tự tôn, lẫn lộn.
nên đã trở thành một loại nhân sinh vật hiếm hoi, dần già tuyệt diệt chăng? Loại nhân sinh vật này tự nó cũng đủ thú đau thương, đủ tàn lực tự hủy. Nếu thả lỏng, nếu không còn gì làm hơn là an phận, ngồi xé lịch đợi ngày qua. Nên chế độ quen dùng bạo lực cũng chả cần thêm gậy gộc, cung nỏ, súng đạn, chả cần thêm hận thù, đầy ải. Vô ích, với cái đà ù lì, bất di bất dịch trong nước, người Việt trí thức sẽ tự dưng biến mất khỏi môi trường phi nhân, phi nghĩa, như những dòng sông khô lòng, không bao giờ thấy biển cả. Người trí thức Việt Nam ngày hôm nay, nếu ý thức được như vậy, chắc không để tự cứu lấy mình, vì quá muộn, quá yếu kém trước bạo quyền. Dù sao, họ vẫn còn lý do để tồn tại. Để trở thành hữu ích, họ chỉ cần dồn lực trao trả lại các thế hệ sau những sự thật lịch sử của một dân tộc bị nạn tập thể hơn 70 năm qua. Họ chỉ cần chia sẻ những thử thách, những thách đố của người đi trước trong cuộc hành trình tìm lại dân tộc qua những cuộc giao tranh ý thức hệ hao mòn, diệt chủng. Lịch sử mà họ dấn thân tách mảnh sẽ giúp thế hệ hậu duệ thấy rõ hơn, hiểu biết nhiều hơn về thực trạng khai mở, thiếu sót của một quá khứ cần hoàn chỉnh. Họ sẽ phanh phui với thế hệ trẻ những kinh nghiệm máu mủ, những lầm lẫn mà họ đã mắc phải. Họ sẽ nhắn nhủ con cháu họ về trách nhiệm bảo trọng lấy mình và tha nhân. Họ sẽ căn dặn giới trẻ tránh xa những thủ đoạn lừa lọc, bất nhân, bất nghĩa để chọn lấy một con đường sống nhân bản, tự trọng, tự quyết. Và như một phép lạ, bầy Việt điểu trẻ của các thế hệ nhập cuộc ngày hôm nay sẽ mọc cánh trở lại trên toàn không gian Việt. Suốt 42 năm qua, đa số người Việt tự do tại hải ngoại luôn luôn đùm bọc, hỗ trợ người trong nước. Vì liên hệ máu mủ, vì những tình cảm linh thiêng, vì thiện chí tự nguyện, họ đã đem lại kinh nghiệm và hy vọng chính đáng giúp đồng bào, đồng hương sớm thoát khỏi cảnh tù đầy quốc nội. Song song, tư tưởng dân chủ chân chính phải là những cánh cửa mở rộng tiếp đón kiến thức và tâm thức khi tự nguyện soi sáng, biết mình, biết người, biết đời để sống còn. Như vậy, người dân trong nước phải tự nguyện dấn thân vào cuộc hành trình của chính mình, không ai ép buộc, không ai quyết định hộ. Kiến thức và tâm thức trong cuộc sống tự phát hữu hiệu còn là một ý niệm kết sinh vẹn toàn. Lương tri và lương tâm cần đi song song rồi hội nhập. Cái biết dù cao siêu tới mấy, nhưng nếu bất nhân, bất nghĩa, nếu khinh mạn phẩm giá con người, nếu miệt thị công lý nhân đạo, chỉ là thứ diễn biến phá hoại, bất tất, bất hạnh, nên vô nghĩa. Bất cứ ở môi trường nào, tri thức không lương tâm chỉ là tinh thần tự hủy. Bất cứ ở xã hội nào, kẻ ác tâm sẽ tự hủy vì dùng mưu trí và tà lực để trà đạp, phá phách, phương hại xã hội và nhân loại. Họ chỉ là những hung thần tăm tối, những pho tượng làm bằng đất mót từ bùn, không nung đủ lửa sạch khí phách, nên dễ vỡ, dễ đổ. Ngược lại, người trí thức chân chính sẽ dùng sức mọn để lọc nhơ bẩn ra tinh khiết, loại bỏ hà tì, nguy nan để hướng về lẽ sống trân trọng con người. Và tuy chỉ là những dấu ấn có thể bị xóa bỏ bất kỳ lúc nào, người trí thức chân chính vẫn có thể cùng lúc soi sáng những mục tiêu, những lộ trình cởi mở, thân thiện, hữu ích. Vì quyết tâm sống còn, vì quyền lợi chung, vì tương lai chung của một dân tộc. Người trí thức năm xưa, dù ngày nay là những con chim Việt điểu gãy cánh, nếu còn ý thức lột xác, gạt bỏ sai lầm, tháo gỡ mặc cảm phù phiếm, sẽ đủ cơ hội truyền hơi tiếp sức thân thiện tới tấm lòng non nớt, trong sáng của các thế hệ đến sau. Như thế cũng đã hoàn tất sứ mạng tự trọng khi vượt thắng lấy chính mình. Không may, vẫn còn những ngoại lệ như trường hợp sinh viên du học nào đó sắp hoàn tất bằng tiến sĩ ngành Wireless Technology tại University of Southern California, lại thổ lộ: cháu chỉ có 5 năm thật trong sạch, khi về nước, sau đó vào trong guồng máy, thì ai sao tôi vậy khi có gánh nặng gia đình? Phải chăng hệ lụy gia đình và guồng máy xã hội chính trị tại Việt Nam ngày nay vẫn là những khối nặng cục mịch đè nén đến độ nghiến nát nhân cách con người, dù có cơ hội trau dồi kiến thức trong sạch? Chỉ tiếc là để tái diễn cái nghiệp truyền kiếp ai sao tôi vậy thì cần gì phải dấn thân ra nước ngoài tu luyện khổ nhọc bằng này cấp nọ. Trường hợp tương tự, ai sao tôi vậy, tu nghiệp ngay trong nước đôi khi còn hữu hiệu, nhanh chóng hơn nhiều.
Thật ra, đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình khốn đốn hay viên cớ xã hội suy thoái, guồng máy tệ đoan chỉ là những cái cớ để người trí thức chân chính trốn tránh trách nhiệm với chính bản thân. Vì gia đình hay xã hội và cả guồng máy công quyền cũng do con người tạo ra, tốt hay xấu. Và chính con người, thành viên gia đình, xã hội, chính trị, tôn giáo, trí thức, cố tình hay mặc nhiên, trực tiếp hay a tòng, hủy hoại từng giá trị căn bản. Đã tới kỳ hạn giới trí thức ngưng đổ lỗi này nọ và nhận lấy trách nhiệm của chính mình. Được như vậy, chả mấy lúc, bầy Việt điều trẻ sẽ mọc cánh trở lại. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9h30 đến 10h tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Vũ Đức Nghiêm. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh quán tại Nam Định. Ông đã say mê âm nhạc từ nhỏ, bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi. Năm 1951, ông gia nhập quân ngũ, cấp bậc cuối cùng là trung tá. Sau năm 1975, ông bị Cộng sản nhốt tù 13 năm. Cuối năm 1990, ông và gia đình sang Hoa Kỳ theo diện HO, cư ngụ tại San Jose, tiếp tục sáng tác. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm ra đi, để lại bao tiếc thương trong lòng bạn bè thân hữu, đặc biệt là những người yêu nhạc. Người đời nhớ đến ông qua các dòng nhạc từ tình ca đến tù ca, và nhất là thánh ca. Về tình ca, bản nhạc Gọi Người Yêu Dấu sáng tác năm 1959. Đã đưa ông lên đỉnh nghệ thuật với giọng ca thanh lang. Thương đôi mắt sao trời lung linh, thương yêu ngón tay ngà xinh xinh, thương yêu dáng vai gầy thanh thanh, thương yêu vòng tay ghi xiết ân tình. Thương yêu dáng em buồn vơ vơ, thương yêu nét môi cười ngây thơ, thương yêu tóc buông lơi dịu dàng, thương em mong manh như một cành lan. Tiếng gọi người yêu dấu càng tha thiết hơn trong ca khúc Trời Hương Phấn Cũ, viết trong trại tù Long Giao. Từng đêm vắng ta gọi người yêu dấu, lời dịu êm như gió nhẹ thì thầm, cả ngàn lần ta gọi khẽ bâng khuâng. Nghe dĩ vãng lâng lâng niềm thương nhớ, ơi ly cơ, ơi tình yêu lầm lỡ. Đam mê cuồng bỏ ngỡ gọi tên em. Từ trong một tối, tiếng gọi người yêu dấu đã vẳng lên ảo não thê lương, như thể tiếng vợ con tim của một cuồng sĩ. Cả bình
Nếu ai tò mò muốn hỏi người yêu dấu của Vũ Đức Nghiêm là ai, thì xin nghe Hoàng Lan Chi hé lộ. Nếu thuở ấy gọi người yêu dấu một đóa lan xứ sương mù Đà Lạt, thì 40 năm sau, nhạc sĩ dâng một đóa hồng cho người bạn đời yêu dấu ở thung lũng hoa vàng. Yêu dấu ngày xưa chỉ còn trong kỷ niệm, yêu dấu bây giờ là gắn bó trăm năm. Một đời sống cho âm nhạc, người tình và người vợ, Vũ Đức Nghiêm trung thành với tất cả và gọi yêu dấu cho hết thảy. Còn tù ca thì Vũ Đức Nghiêm đã viết chung bản nhạc Anh Ở Lại Đây Với Thục Vũ, nói lên thân phận bi đát của người tù trong trại lao động khổ sai Long Giao, được mệnh danh là trại cải tạo. Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây, áo rách xác xơ vai gầy, cùng chung kiếp sống lưu đầy. Anh ở đây ngày nay cơm chưa đầy chén, chiều chiều xa trong đàn én, kiếm mồi thấp thoáng bay nhanh. Đáng nhớ nhất là Vũ Đức Nghiêm đã viết lời hai cho bản nhạc nói trên, ý thơ thật tuyệt vời. Ôi người đi về đâu khi nắng chiều phai, nắng úa xót xa thương người, chiều nao gục ngã trên đồi. Chim rủ nhau về rừng ru anh ngủ mãi, hình hài tan theo cỏ cháy, kiếp người kiệt sức buông tay. Riêng thánh ca thì Vũ Đức Nghiêm, một con chiên ngoan đạo, đã thể hiện trọn vẹn tâm tình tạ ơn và phó thác vào đấng cứu thế. Xin tạ ơn Chúa, xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi chẳng sống nờ trần. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân. Để dọn lòng sám hối ăn năn, ngợi khen ơn Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên. Tin ông ra đi đã làm chấn động cả giới văn nghệ sĩ. Các chiến sĩ đã từng cầm súng bảo vệ tự do, và nhất là những con tim mẫn cảm thuộc nội tình, đều cảm thấy thổn thức. Trước tiên, nhà thơ đàn anh Ngô Đình Chương đã tiếc thương nhạc sĩ họ Vũ với mối tình đơn phương như cung đàn lỡ, với mộng tan bồng tàn héo bụi chiến chinh. Anh gọi ai, giờ ai gọi anh, dấu yêu người ấy vẫn chân thành. Hẹn nhau kiếp trước cung đàn lỡ, nối lại duyên xưa giấc mộng lành. Chinh chiến những ngâm câu hỷ sự, lưu vong hoài nhớ nét đan thanh. Nhạc lên huynh đệ buồn đứa tiễn, hồn sớm ta bà cõi vĩnh sanh. Tiếp đến, Huệ Thu cũng dành cho Vũ Đức Nghiêm những lời tiễn biệt nồng nàn nhất, thay lời người yêu dấu đã ru nhạc sĩ họ Vũ về nơi chín suối. Ta ở đâu và bạn mãi ở đâu, chỉ nghe thơ nức nở suốt đêm sâu. Thơ của anh sau lời lời đắm đuối, sao như là viên ngọc sáng long lanh. Ôi tình yêu thoáng chốc thật mong manh, mà để lại niềm thương và nỗi giận, mà cứ khiến con người thành ngơ ngẩn. Thơ Vũ Đức Nghiêm làm con người ngơ ngẩn, còn Huệ Thu thì nguyện ước cho Vũ Đức Nghiêm mãi mãi không rời tay người yêu dấu. Chỉ nguyện sao mãi mãi dưới trăng ngà, có hai kẻ giữa trùng trùng hoa dại, có hai kẻ như là huyền thoại. Người là ai ta chẳng thấy dung nhan, mà vẫn nghe lẫn lộn cả thời gian, vẫn như thấy nét tinh hoa bằng bạc. Nhà thơ Tố Nguyên cũng đã thương tiếc Vũ Đức Nghiêm với những vần thơ đầy tình nghĩa, nhắc tên những nhạc phẩm nổi tiếng của tác giả. Gọi người yêu dấu mới qua đời, anh Vũ Đức Nghiêm giả cuộc chơi, áo trắng ly cơ tình rạng vỡ, Long Giao đất đỏ trí khôn ngơi. Trời hương phấn cũ yêu lầm lỡ, thung lũng hoa vàng nhớ rã rời. Thôi nhé ra đi tàn tiếc núi, linh hồn thanh thoát cuối chân trời. Riêng cá nhân tôi đã được vinh hạnh viết tựa cho một tập nhạc của ông tại San Jose, và cũng được ông phổ nhạc bài thơ Sinh Nhật Hoa Râm của tôi trong tập Hoa Cỏ Mây. Nay ông ra đi,
tôi cũng xin góp một chút tâm tình tiện đưa. Tháng bảy mưa ngô buồn, tiếng anh mắc lệ thầm người yêu dấu, tiếng vọng từ ngõ thôn, một thời xin khép lại tâm tình tiễn đưa Vũ Đức Nghiêm với lời từ giả thân thương. Anh đi tim còn nóng vì siết tay người thương, lòng nhẹ rung âm điệu người yêu dấu miên trường. Ngô Quốc Sĩ, Minh Nguyệt và Hải Sơn hẹn gặp lại quý thính giả trong thi ca yêu nước lần tới. Xin mến chào, tạm biệt. Lời sông núi. Các hội đoàn xã hội dân sự quốc doanh của Cộng sản Việt Nam như Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Tổng Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ đều là phản đề của một xã hội dân sự chân chính tại Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Tiếm danh xã hội dân sự, nhà cầm quyền đang toan tính gì, sẽ được sung tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Đang có những dấu hiệu khá rõ cho thấy sau một thời gian lúng túng như gà mắc tóc, giới lãnh đạo chốt bu Cộng sản Việt Nam có thể đã tiến hành chủ trương thừa nhận không chỉ khái niệm mà cả thực thể hoạt động của xã hội dân sự. Nhưng chưa có gì đáng vui cho giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, bởi thái độ thừa nhận trên mới chỉ áp dụng cho đối tượng gọi là xã hội dân sự quốc doanh. Hai tháng sau khi trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát ra tín hiệu về đối thoại với những cá nhân khác biệt quan điểm và đường lối, thì báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 7 đã có bài chính thức xác nhận về bản chất xã hội dân sự có nhiều điểm tích cực. Đó là hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý vì mục tiêu khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và nhà nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nước Việt Nam có gần 18 tổ chức công đoàn ngành, 400 hội, hàng ngàn hiệp hội và câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Vậy là kể từ nay trở đi, toàn thể khối hội đoàn nhà nước sẽ được mang một cái tên lạ hoắc: xã hội dân sự. Có thể đánh giá rằng đây là lần đầu tiên, dù chẳng có văn bản nào tuyên bố chính thức, nhưng nhà cầm quyền đã gần như chính thức tiêm danh, hay nói theo dân gian là nhận vơ khái niệm xã hội dân sự của phương Tây để dùng cho những cánh tay nối dài của đảng theo phương châm tay không bắt giặc, hoặc hiểu thâm thúy hơn là lấy mỡ nó, ráng nó. Thái độ có vẻ cởi mở chính trị như thế lại gần giống với hình ảnh quay đầu nếu đối chiếu với thời gian từ năm 2013 trở về trước. Cũng những tờ báo chuyên chính như Quân đội Nhân dân và Nhân dân còn đăng những bài viết hằng học mang tựa đề Xã hội dân sự, một thủ đoạn của diễn biến hòa bình, và gán tội thẳng xã hội dân sự vào
thế lực phản động nước ngoài. Trên thực tế, không chỉ các tổ chức xã hội dân sự độc lập xuất hiện, mà từ năm 2015 đến nay đã ra đời ngày càng nhiều những hình thức tổ chức dân sự tự phát của người dân như một sự tập hợp về nhân lực và vật lực để tranh đấu với nhà cầm quyền vì những hậu quả trưng thu đất đai, ô nhiễm môi trường hay thảm trạng người dân tự chết trong đồn công an, vân vân. Ngày càng hiện ra nhiều hơn các địa chỉ phản kháng mới ở nhiều tỉnh và thành phố. Không khí phản ứng, phản kháng ngày càng sôi sục, dễ kích nổ và luôn có thể bùng phát. Chẳng hạn, tiếp nối phong trào biểu tình phản kháng Formosa ở miền Trung, đến vụ người dân xã Đồng Tâm ở ngay Hà Nội bắt giữ cả một trung đội cảnh sát cơ động và sau đó rào làng chiến đấu vào tháng 4 năm 2017 là một minh chứng về thời điểm của phản kháng xã hội rất gần với hành động khởi nghĩa đối với chế độ cầm quyền. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay lại chứng kiến một hình ảnh thoái trào của nước Mỹ về quan điểm nhân quyền đối với Việt Nam. Đây cũng là khoảng thời gian mà tác động quốc tế về nhân quyền đối với giới chóp bu Hà Nội có phần bị giảm sút. Vì thế, ẩn số cần được giải đáp là vì sao trong bối cảnh không phải chịu nhiều áp lực quốc tế, đặc biệt từ chính quyền Hoa Kỳ, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại thừa nhận xã hội dân sự? Nếu chủ trương xã hội dân sự quốc doanh hình thành và được ra đời một cách chính thức, thì rất có thể sẽ chỉ có 6 tổ chức chính trị xã hội quan trọng nhất của đảng ra đời là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn nhận được kinh phí ngân sách. Phần lớn hội đoàn nhà nước còn lại sẽ bị đẩy sang khu vực xã hội dân sự và do đó muốn tồn tại phải hoạt động trên tinh thần tự thu, tự chi. Đây là một phương cách khiến ngân sách nhà nước Cộng sản Việt Nam thắt bóp tiền bạc để bù đắp cho các khoản gọi là chi thường xuyên cho đội ngũ công chức gần 3 triệu người cùng khối công an, quân đội. Từ trước tới nay, một trong những thủ pháp, thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thường áp dụng trong các chiến dịch tháo ngòi nổ là sử dụng các tổ chức hội đoàn quốc doanh để dân vận, không để tâm lý người dân hay nạn nhân kịp biến thành bùng nổ mà sẽ quá khó kiểm soát hay đàn áp. Ngay trước mắt, nhà cầm quyền phải làm thế nào để đưa ra một số tổ chức hội đoàn có nguồn gốc nhà nước sang khu vực xã hội dân sự, nhưng xã hội dân sự của nhà nước như một bằng chứng để chứng minh với người dân và giới trí thức trong nước về thái độ cởi mở dân chủ của đảng và đám lãnh đạo. Đồng thời, chúng muốn chứng minh cho quốc tế thấy rằng Việt Nam tôn trọng nhân quyền và đáp ứng sự đòi hỏi của xã hội dân sự của nhiều nước trên thế giới. Trong những ngày sắp tới, khối xã hội dân sự quốc doanh có một nhiệm vụ mang tính đảng rất đặc biệt là làm sao phải cố gắng lấn át khối xã hội dân sự độc lập, không để cho tổ chức xã hội dân sự độc lập và những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền được phát triển mà ảnh hưởng vào quần chúng. Vẫn chưa có gì đáng mừng cho giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, bởi sắp tới sẽ là một thử thách mới, đó là cuộc cạnh tranh đầy tính đố kỵ lẫn thủ đoạn hèn hạ của nhà cầm quyền, của xã hội dân sự quốc doanh đối với xã hội dân sự độc lập. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Bá Hai, sinh năm 1952, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2016 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.